Em có thằng bạn thân, thỉnh thoảng em đi đâu về muộn là lại bảo với người yêu là em đi với thằng kia. Người yêu em đặc biệt tin tưởng thằng này, cơ bản gì cô cậu cũng ngoan, thật thà, tính tình thì hiền lành nên đâm ra dễ được lòng mọi người. Thế nên em đi đâu mà bảo là đi với thằng bạn này là mọi người cực kỳ yên tâm. Như thói quen, hôm nay em đi nhậu, người yêu ở nhà nhắn tin hỏi đi đâu mà hơn 11 giờ đêm không về, em mạnh dạn trả lời là đang đi trà đá với thằng bạn thân, một lúc nữa sẽ có mặt ở nhà. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, người yêu em lại gửi ngay cho quả ảnh thằng bạn thân. Em không biết là con người yêu qua nhà thằng kia để tìm em hay như nào mà giữa đêm giữa hôm cô ấy phi từ Gia Lâm sang tận Cầu Giấy. Chẳng lẽ sang chỉ để chụp một bức ảnh bóp mẻ sự dối trá của em. Đoạn tin nhắn giữa anh chàng và cô bạn gái. Đây là lời chia sẻ của một fan Facebook về con người yêu. Đúng là nhìn xong bức hình, ai cũng hoang mang thật. Hơn 11 giờ đêm mà còn ở nhà người con trai khác, đúng là không khỏi khiến người ta ngẫm nghĩ. Anh chàng này đã nói dối người yêu để nhậu cho thoải mái nhưng đâu ngờ, nhận lại kết quả còn gây hoang mang hơn. Cô bạn gái này quá đa nghi cất công đi một quãng đường xa bóp mẻ bạn trai hay có chuyện gì mờ ám mà lại có mặt ở nhà bạn của bạn trai muộn như vậy. Tuy vậy, nhiều người cho rằng có lẽ không phải cô gái có ý gì với thanh niên tên Tuấn kia đâu. Nếu họ có vấn đề gì bí mật với nhau thì chắc chắn không chụp lại hình và gửi qua công khai như thế.